Ngay sau đây, chúng tôi xin được công bố danh hiệu người đẹp truyền thông đã gọi tên thí sinh mang số báo danh 171 Nguyễn Thị Bích Hạnh. Xin chúc mừng. Xin mời siêu mẫu Á hậu Hoàn Vũ Hoàng Thùy và ca sĩ doanh nhân Lâm Khánh Chi lên trao bằng khen, track, phần thưởng và hoa chúc mừng cho thí sinh chiến thắng. Chúng tôi hy vọng rằng với danh hiệu người đẹp truyền thông, thí sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh sẽ cùng đồng hành với ban tổ chức trong những hoạt động tiếp theo của Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022, góp phần lan tỏa những hình ảnh và thông điệp thật đẹp và đầy ý nghĩa của cuộc thi đến với cộng đồng và xã hội. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Bích Hạnh. Xin cảm ơn siêu mẫu Á hậu Hoàng Thùy và ca sĩ doanh nhân Lâm Khánh Chi.